Rồi, để anh mấy đây, để. Lấy lên đấy. Rồi, chơi cái bài đó có thể gọi một câu thôi được rồi. Rồi, vô luôn. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay. anh chúng ta thấy rõ ràng đường nhân gian cái gì, đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Đường lòng thương xót đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa biết lòng thương xót là gì. Nếu mà chế được chế như vậy đi, đường lòng thương xót đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa hiểu lòng thương xót là gì. Phải như vậy, vì Đức Giêsu đã bị người ta chống đối và đoạn kết bài tin mừng ngày hôm nay mới kinh khủng, sợ hãi là người ta điên lên. Nghe Đức Giêsu nói một cái sự thật, đó là những người trong nhà thì bị loại ra ngoài, còn những người ngoài thì lại được lãnh nhận ơn cứu độ. Những người ngoại đạo thì là được hưởng ơn phúc lòng thương xót Chúa, còn những người đạo gốc, những người đạo dòng, những người bằng cấp, những người chức vị lại không cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Thì người ta nổi điên lên, người ta đem Đức Giêsu lên núi cao và người ta tính xô một phát cho xuống chết đi. Mà Đức Giêsu có bị xô không? Có bị xô không? Đấy đấy, Đức Giêsu không bị xô mà sao ông chạy vậy? Đức Giêsu không có xô mà Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Anh chị em giơ cao cái quạt lên mạnh lên. Đức Giêsu. Đức Giêsu rẽ qua là vượt lên trên những chống đối, vượt lên trên những thử thách, vượt lên trên những phản đối, vượt lên trên mọi âm mưu. Anh bạn của tôi nói với tôi sáng hôm nay, con không chia sẻ được hết với cha tất cả những gian lao thử thách mà khi đồng hành với cha con đã phải vượt qua. Biết bao nhiêu chống đối, biết bao nhiêu đe dọa, biết bao nhiêu áp lực khủng khiếp vô cùng. Mà con tự hỏi rằng tại sao con phải làm cái đó, làm cái gì cho nó khổ thân, cho nó khổ đời. Tôi trả lời, anh hỏi tôi biết hỏi ai. Có lúc tôi cũng phải hỏi lại chính lòng tôi, tại sao tôi phải chịu như vậy? Tại sao tôi cứ phải đường trần gian khổ ái gian nan? Ai chưa qua chưa biết lòng thương xót là gì? Và phải cảm nhận được cái điều đó để tôi trả lời cho các linh mục nói rằng tại sao mà khi cha giảng về lòng thương xót Chúa, cha lấy đâu mà cha giảng? Con cũng là linh mục mà sao con giảng hoài nó không ra? Bảo vậy cha đã bị chống đối chưa? Cha đi bị anh em mình loại trừ chưa? Cha đi bị người ta đóng đinh trên thập giá mà cho cả thế giới sỉ báng nhục mạ là một cái thằng gì đang bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia chưa? Cha đã bị anh em mình không thèm nhìn mặt cha chưa? Cha đã bị chính những người mà ngày xưa mời cha đến dâng lễ, mọi người vỗ tay và bây giờ cha đến thì người ta không thèm nhìn mặt cha, người ta đóng cửa bảo tôi không biết Trần Đình Long là ai chưa? Cha đã phải cảm nhận được cái rằng là thấy được Chúa chữa lành cho chính cái ông ung thư này gần chết đây, ông trỗi dậy, ông làm chứng cho Chúa, ông đang đứng trước mặt cha mà cha đang nhìn thấy bố của cha đang chết dần chết mòn chưa? Rồi sau đó là chị của cha cũng chết dần chết mòn chưa? Và người ta quay đi, lúc đó không có một ai đến mà nói một lời an ủi với cha là đường trần gian khổ ải gian nan, ai chưa qua chưa có biết lòng thương xót là gì chưa? Đấy, cha cảm nhận cái đó đi thì lúc đó lòng thương xót Chúa cha giảng đến tận thế cũng không hết. Khi nào mà cha hết đau khổ, hết thử thách thì cha cũng không còn giảng về lòng thương xót Chúa được nữa. Vì Faustina, anh chị em đọc đi, trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, anh cầm giùm tôi, nó nặng tay quá. Đọc đi thưa anh chị em, đọc đi. Và Faustina bảo rằng là vinh quang thuộc về Chúa, còn sỉ nhục là kỷ phần của tôi, là số phần của tôi, còn vinh quang dành cho Chúa. Chắc cảm nhận điều đó đi. Tôi ngồi với cha quản hạt, ngài nói đúng như vậy Long ạ. Mình rất là thương Long, rất là cảm thông với Long. Và mình cũng nói với anh em rằng là
nên đối xử với anh em linh mục của mình một cách công bằng. Hãy đến mà nghe, mà cảm nhận. Đừng có nghe nói, đừng có nghe qua loa, đừng có nghe qua dư luận, mà kết án người anh em linh mục của mình vừa lỗi đức công bằng, vừa lỗi đức bác ái. Và hãy đến mà ngồi tòa giải tội đi, sẽ cảm nhận được thế nào. Long cứ mời các cha đến giải tội, mà các cha sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và cuối cùng ngài vỗ vai Long, cứ cố lên. Tôi luôn luôn trả lời cho những người chống đối rằng nếu là việc của Chúa thì không ai có thể phá được. Còn nếu là việc của người ta thì tự nhiên nó cũng sẽ tan thôi. Mà 3 năm nó chưa tan thì cứ để coi bao giờ nó tan, vì gì phải động đậy. Còn nếu nó không tan thì là việc của Chúa, đừng dại dột gì mà chống lại công việc của Chúa, giơ chân đạp mũi nhọn chỉ khốn cho người mà thôi. Đó là điều mà Chúa nói với Thánh Phaolô. Long, an tâm, tôi đứng lên tôi bắt tay chúc Tết ngài. Anh chị em biết kết thúc ngài làm cái chuyện gì không? Mà tôi cũng cảm thấy sững sờ. Tôi bắt tay chào cha quản hạt cầu nguyện cho con. Tôi cúi đầu xuống để xin ngài chúc lành. Ngài bảo, cha Long, đặt tay cầu nguyện cho tôi. Và ngài cúi xuống xin tôi đặt tay cầu nguyện cho ngài vì ngài đã bị tai biến để được ơn chữa lành. Tôi thấy cái gương đó, cái gương sáng đó. Ngài nói, có khi người ta nói tôi thế này, tôi thế nọ. Nhưng tôi nói cứ sự thật mà nói, tôi không bênh, không có về phe ai cả. Đấy, một người dám nói cái sự thật, dám sống sự thật thì bị người ta chống đối. Đức Giêsu cũng sống sự thật ấy, dám nói sự thật ấy và người ta chống đối, người ta đem Đức Giêsu lên núi và người ta tính xô xuống biển. Đức Giêsu mạnh lên, Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Mặc người ta nói gì thì nói, ta cũng cứ rẽ qua giữa họ. Mặc người ta chống đối gì thì chống đối, chúng ta cũng cứ rẽ qua giữa họ mà đi. Mặc người ta muốn sầm xà, sầm xì, lẩm ba, lẩm bẩm, âm mưu gì thì âm mưu, chúng ta cứ rẽ qua giữa họ mà đi. Anh có dám rẽ không? Dạ, con dám. Ôi, được ơn gì kể cho mọi người nghe. Dạ, thì cha con dám. Thưa cha con dám rẽ con đi. Thưa cha con dám rẽ con đi. Thưa cha con dám. Dám rẽ mà đi thì nói to lên. Rồi, được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con được, gia đình con được 4 ơn. Rồi, nói to lên. Ơn đầu tiên là, dạ thưa cha, là ơn đầu tiên là vợ của con bị bệnh mà cứ đi bác sĩ cứ khoảng chừng 1 tuần lễ thì nó khỏi về lại bị lại. Thế hôm bữa vợ con mới nhờ người ta lên đây mua một cái máy của cha về thì vợ con nghe thấy thế, vợ con mới nói con là anh ơi thôi đi lên cha Long xin khấn đi, lòng thương xót Chúa chắc lên khỏi. Thế thì mới tuần trước vợ con lên đây thì cha có sờ lên đầu và có cầu nguyện cho vợ con và gia đình con thì vợ con đã khỏi hẳn rồi. Rồi, đó là ơn thứ nhất cho vợ của anh. Ơn thứ hai. Dạ, thưa cha, ơn thứ hai là con trai lớn của con năm nay 31 tuổi là cháu nó bị sán chó. Thế rồi chở cháu lên nhà thương ở trên Sài Gòn thì bác sĩ cho mua thuốc cho uống, bảo là thôi giờ cho uống đỡ khoảng chừng nửa tháng là lên xét nghiệm lại, nếu mà còn thì phải nằm ở nhà thương điều trị. Thì hôm đó là đúng là nửa tháng là con của con nó đi xe Honda lên để nó lấy lại xét nghiệm. Thì con cũng đi xe Honda, con nhà con ở dưới Hồ Nai, con lên trên này. Con lên đây con cầu xin thì con cũng cầu xin đây thì con cúi đầu con xin cha. Thì cha có ban phép lành cho con thì tối con về con hỏi con là thế sao rồi. Thì con trai con nó nói là ba giờ khỏi rồi, không có gì hết. Trời, con mừng quá thưa cha. Và ơn thứ ba là còn đặc biệt hơn nữa thưa cha. Con có một người ăn ruột. Năm nay anh 62 tuổi, anh rất là khô khan mà rất là bậy bạ, hay chửi bậy hàng xóm rồi khô khan 10 mấy 20 năm, không đi xưng tội, không rước lễ, không gì hết. Thì tới lúc mà anh nằm nhà thương là gần chết, thì con thương anh là anh sống thì có hiếu với bố mẹ con. Thế con thương anh lắm mà chị dâu thì với mấy cháu thì khờ không biết gì hết. Con nói thôi bây giờ trước mắt con bảo với vợ con là trước mắt là lo phần linh hồn cho anh trước, rồi sau rồi tính sau. Thế đưa lên nhà thương cho đấy thì bác sĩ chê. Thế lúc bây giờ thì con bảo thôi giờ anh ơi, em đi mời cha đến để cho anh xưng tội rước lễ được không? Thế ông nói tao không xưng tội rước lễ, tao sống chết kệ tao. Là bây giờ con hỏi bác sĩ nói là chỉ còn được khoảng chừng 10% sự sống thôi. Thế con mới điện thoại cho chị con ở Gò Vấp. Con nói là chị ơi, chị với anh rể con là hay đi lên Cha Long thì
chị làm ơn chị nhắn tin số cha Long cho em đi, để em nhắn tin nhờ cha Long để cha Long cầu nguyện cho. Thế chị con bảo là thôi được rồi, để tao với anh mày nhắn tin, rồi có gì cậu mày nhắn tin luôn. Thì ba người nhắn tin một lúc thì may ra thì cha Long mới nhận lời. Thế thì con chờ cho tới 12 giờ đêm không thấy nhận lời, anh con mới điên lại, anh con bảo cậu ơi cha nhận lời rồi, thì giờ xong rồi sáng mai có gì đưa anh đi lên cha Long đi. Thế sáng mai thì con mới thấy anh như vậy, con bảo bây giờ anh ơi thôi giờ em chở anh đi để lên cha Long để xưng tội nhá, trước lễ, chứ bây giờ là bác sĩ là nói thẳng với anh đừng buồn, Chúa chắc có kêu anh về đấy. Thì bây giờ anh tin cha, anh nói thôi thế nó vậy giờ tao không chữa bệnh nữa, mày thuê xe taxi cho lại ra cha Long thì tao sống chết gì cũng được. Thế con mới hỏi anh con, thì anh con bảo bây giờ đang chữa bệnh như vậy mà đi ra ngoài mà như vậy thì bác sĩ không cho đi vào nữa thì chết. Thế con bảo thôi giờ anh tín thác vào Chúa đi, cha Long đã nhận lời rồi, nếu mà Chúa để cho anh sống thì cha đã cầu nguyện cho anh rồi thì anh sống, còn nếu mà Chúa để cho anh chết thì anh cũng phải chịu vui lòng vậy thôi. Thế thì thưa cha là riêng bản thân con là con chăm sóc anh đúng 31 ngày. Ngày thứ 31 là bác sĩ chê là con rút ống dây là con trở về, thì trước khi mà con trở về đây thì con bác sĩ chê rồi là con nhắm mắt rồi là con nói một câu cùng, con nói là khi anh còn sống anh cần ra cha Long, thì bây giờ ý anh muốn ra cha Long anh gắng thở cho tới ra cha Long, rồi cha Long đặt tay cho rồi anh chết anh về cũng được. Thì anh ấy chảy nước mắt ra, không biết gì nhưng mà chảy nước mắt ra. Con có thuê xe cấp cứu ra tới đây, lúc bây giờ thì cha đang làm lễ rồi, thì cha có nhờ cha phó ra thì có đặt tay lên cho anh con. Thì anh con trở về tới hôm nay là anh con tắt thở, mà lúc anh còn sống là lúc đầu khó khăn, về sau là có nghe thấy máy của cha Long với con có nhờ anh con gửi tin nhắn như vậy thì anh tin lắm, là con đã coi như là nhờ cha ở trong nhà thương đó là sức giàu giải tội cho anh xong xuôi hết rồi. Hallelujah. Ơn cuối cùng. Dạ thưa cha, con ơn cuối cùng cũng đặc biệt. Tiện hôm đó là anh con nằm cùng với cái con của cái chị ở nhà thương Chợ Rẫy. Chị là đạo Phật, chị ở Long An. Chị nói là con của em là nằm đúng một tháng chờ một bác sĩ siêu âm không ra được bệnh gì hết. Thì bây giờ không biết làm sao được, mà nhà em có mỗi một thằng con trai sợ mất trống. Thế con ấy nói là bây giờ tôi nói chị nghe, bây giờ chị có tin không? Thế chị nói là tin cái gì? Thế con nói bây giờ chị có tin vào Chúa không? Nếu chị mình tin vào Chúa đây này, chính tôi đã gửi tin nhắn cho cha Long, ăn tôi đã bữa nay đã đi xưng tội được lễ là đã ngoan đạo rồi. Giờ chị tin không? Tin thì tôi sẽ cho chị số điện thoại của cha Long, rồi tôi sẽ nhắn tin dùm cho. Thế thì chị tin. Thế chị bảo là bây giờ nếu mà em tin như vậy có mất tiền không? Với có phải theo đạo không? Thế con mới nói là thưa thật sự chị ấy là tiền không mất, đạo thì tùy tâm chị. Nếu chị cảm thấy chị tin được mà chị khỏi được thì chị theo đạo thì cái điều đó là tốt. Còn nếu mà chị muốn dâng của lễ thì tùy lòng hảo tâm. Chị muốn dâng bao nhiêu thì dâng 5.000, 10. Dạ, thưa cha là cuối cùng là trong vòng khoảng chừng nửa tháng thì siêu âm lại thì bác sĩ nói là chị bị bệnh lao thôi. Thế bây giờ là chị đưa con qua bên bệnh viện Hoàng Thạch thì là khỏi rồi. Để chị... Hallelujah! Chị gặp con này, chị cũng nói dùm con là khi nào mà con đi lên trên này thì tạ ơn cha dùm chị, tại vì chị đã Phật, chị xa xôi, chị không lên được. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì món quà của người ca sĩ đường nhân gian khổ ải gian nan, tôi bắt cóc lên đây không ngờ anh hát xong rồi anh làm chứng bốn cái ơn rất lạ lùng như thế đó. Anh cầm cuốn này có mỏi tay chưa? Dạ thưa cha, con cũng mỏi tay rồi cha. Mỏi tay anh cầm về luôn đi. Tặng cho anh luôn cuốn sách. Tặng cho anh luôn cuốn nhật ký lòng thưa cho Chúa nơi linh hồn tôi, để anh về anh coi trong những ngày xuân. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Lúc trước khi mà tôi làm lòng Chúa thương xót tại Chí Hòa 5 năm, tôi chưa có thời giờ để mà đọc. 3 năm bị cấm cách, nằm ở trong hầm trú, đọc suốt, đọc nát bét cuốn sách này. Mà đọc đến đâu nó thấm vào máu mình đến đó, thâu âm lại. Và bắt đầu 3 năm sau đi rao giảng thì tôi thấy rằng nhật ký lòng thương xót nó vào máu của mình, nó vào trong khí huyết của mình rồi. Và mình phải đi vào cái con đường trần gian khổ ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người.